sẽ hân hoan tiến vào cùng Thánh, tới gần Chúa Trời, tuổi thanh xuân. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, hôm nay Chủ nhật 24 tháng 3 năm 2024, Chủ nhật lễ lá. Các thánh lễ trong tuần gồm có thứ năm 28 tháng 3, thứ năm tuần thánh, thánh lễ tiệc ly, thứ sáu 29 tháng 3, thứ sáu tuần thánh, tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Thứ bảy 30 tháng 3, thứ bảy tuần thánh, thánh lễ vọng phục sinh, lễ trọng. Trong thánh lễ hôm nay, xin quý vị và anh chị em hiệp ý với cha chủ tế cầu nguyện cho những ý xin lễ sau. Xin cầu cho các linh hồn mới qua đời, linh hồn Anna Võ Thị Cúc tại Canada, linh hồn Lucia Trương Thị Tin tại Việt Nam, linh hồn Maria, các lễ dỗ và cầu hồn khác, linh hồn Augustino Đào Văn Thuấn, linh hồn Giuse Nguyễn Văn Xỉu, linh hồn Anna Nguyễn Thị Mẫn, linh hồn Maria Đặng Thị Loan, linh hồn Maria Lương Thị Sĩ, linh hồn Paulo Lê Văn Thơ, linh hồn Anastasia Lương Thị Đền, linh hồn Michael Phạm Kim Quới, linh hồn Giuse Hoàng Tâm Hải, linh hồn Anna Nguyễn Thị Cội, linh hồn Andre Đặng Văn Hòa, linh hồn Maria Đỗ Thị Liên, linh hồn Giuse Nguyễn Duy Minh, linh hồn Anna Nguyễn Thị Dung, linh hồn Anna Nguyễn Thị Tuyết Mai, linh hồn Anna Phạm Thị Ngân, linh hồn Anna Nguyễn Thị Huệ, linh hồn Giuse Lê Đình Phúc, linh hồn Giuse Nguyễn Ngọc Hoàng, linh hồn Đa Minh Nguyễn Thanh Long, linh hồn Giuse Vũ Văn Di, hai linh hồn Maria, một linh hồn Augustino, một linh hồn Phêrô, hai gia đình xin cầu nguyện cho các linh hồn tiên nhân nội ngoại, một gia đình xin cầu nguyện cho các đẳng linh hồn, hai gia đình xin cầu nguyện cho các linh hồn mồ côi. Các ý lễ khác, bốn gia đình xin ơn bình an, hai gia đình xin ơn như ý, một gia đình xin ơn chữa lành, hai gia đình xin lễ tạ ơn, một gia đình xin cho con cái siêng năng đi lễ và có việc làm. Xin ơn hòa bình cho thế giới, đặc biệt tại đất Thánh. Nhân dân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Anh chị em thân mến, chúng ta tụ họp nơi đây để cùng toàn thể giáo hội khai mạc tuần thánh tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua, tức là cuộc thương khó và phục sinh của Đức Kitô. Để chuẩn bị tuần thánh trong suốt mùa chay, chúng ta đã cầu nguyện thống hối chia sẻ tình thương và cơm áo cho nhau. Chúa nhật lễ lá hôm nay là ngày kỷ niệm đấng cứu thế vào thành thánh Jerusalem để hoàn tất mầu nhiệm vượt qua đem lại cho loài người ơn cứu độ. Chúng ta hãy đem cả niềm tin mà hăng hái bước theo Người. Xin Người ban ơn để chúng ta thông phần đau khổ Người đã chịu trên thập giá, hầu được chia sẻ vinh quang phục sinh và sự sống của Người. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin Thánh hiến những cành lá này để chúng con cầm mà hoan nghênh Đức Giêsu là vua chúng con. Xin ban cho mọi người chúng con đây là tín hữu Chúa được theo Người vào thành thánh Jerusalem vĩnh cửu, Người hằng sống và hiên tri muôn đời.
Giờ đây kính mời quý ông bà anh chị em chúng ta cùng lắng nghe đoạn tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi Đức Giêsu vào và các môn đệ đi gần tới thành Jerusalem, lúc sắp vào làng Bethphage và Betania bên triền núi cây Ô-liu, người sai hai môn đệ và bảo: các anh đi vào làng trước mặt kia, tới nơi sẽ thấy một con lừa con chưa ai cưỡi bao giờ đang cột sẵn đó. Các anh cởi dây ra và dắt nó về đây. Nếu có ai bảo: tại sao các anh làm như vậy? Thì cứ nói là: thầy có việc cần dùng, rồi sẽ trả về ngay. Hai môn đệ ấy ra đi và thấy một con lừa con cột ngoài cửa ngõ, ngay mặt đường. Các ông liền cởi dây lừa ra. Mấy người đứng đó nói: các ông cởi lừa người ta ra làm gì vậy? Hai ông trả lời như Đức Giêsu đã dặn, và họ để cho đi. Hai ông dắt con lừa về cho Đức Giêsu, trải áo choàng của mình lên lưng nó, và Đức Giêsu cởi lên. Nhiều người trải áo xuống mặt đường, một số khác lại chặt cành, chặt lá ngoài đồng rải lên lối đi. Người đi trước kẻ theo sau reo hò vang dậy, hoan hô chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa. Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua David tổ phụ chúng ta. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Giờ đây trong nhớ lại biến cố Chúa Giêsu được dân rước vào thành như một người vua của lòng tin được Chúa sai đến. Trong tâm tình ấy chúng ta cùng rước lá vào thành thánh Jerusalem. Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn cho đấng cứu chuộc loài người phải sống kiếp phàm nhân và chịu khổ hình thập giá, để nêu gương khiêm nhường cho thiên hạ noi theo. Xin cho chúng con biết đón nhận bài học người để lại trong cuộc thương khó, và được thông phần vinh quang phục sinh với người. Người là Thiên Chúa hằng sông và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Đức Chúa là Chúa Thượng, đã cho tôi nói năng như một người môn đệ, để tôi biết lựa lời, nâng đỡ ai rã rời kiệt sức. Sáng sáng, người đánh thức tôi, người đánh thức tôi, để tôi lắng tai nghe như một người môn đệ. Đức Chúa là Chúa Thượng, đã mở tai tôi. Còn tôi không cưỡng lại, cũng chẳng tháo lui. Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. Có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, vì thế tôi đã không hổ thẹn, vì thế tôi trơ mặt ra như đá. Tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Đáp ca xin cộng đoàn cùng hát. Chúa, sao Chúa lìa bỏ con?
Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn chút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trỗi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh Thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Vì chúng ta Đức Kitô đã tự hạ vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trỗi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Hai ngày trước lễ vượt qua và lễ bánh không men, các thượng tế và kinh sư bày mưu tính kế bắt Đức Giêsu để giết người. Vì họ nói, đừng làm vào chính ngày lễ, kẻo dân chúng náo động. Lúc đó, Đức Giêsu đang ở làng Bethania, tại nhà ông Simon Cùi. Giữa lúc người dùng bữa, có một người phụ nữ đến, mang theo một bình bạc ngọc đựng dầu thơm cam tùng nguyên chất thứ đắt tiền. Cô đập ra, đổ dầu thơm trên đầu người. Có vài người lấy làm bực tức, nói với nhau: phí dầu thơm như thế để làm gì? Dầu đó có thể đem bán lấy trên 300 quan tiền mà bố thí cho người nghèo. Rồi họ gắt gỏng với cô. Nhưng Đức Giêsu bảo họ: cứ để cho cô làm, sao lại muốn gây chuyện? Cô ấy vừa làm cho tôi một việc nghĩa. Người nghèo thì lúc nào các ông chẳng có bên cạnh mình. Các ông muốn làm phúc cho họ bao giờ mà chẳng được. Còn tôi, các ông chẳng có mãi đâu. Điều gì làm được thì cô đã làm. Cô đã lấy dầu thơm ướp xác tôi để chuẩn bị ngày mai táng. Tôi bảo thật các ông, hễ tin mừng được loan báo đến đâu trong khắp thiên hạ, thì nơi đó việc cô vừa làm cũng sẽ được kể lại để nhớ tới cô. Judas Iscariot, một người trong nhóm 12, đi gặp các thượng tế để nộp người cho họ. Nghe hắn nói, họ rất mừng và hứa cho tiền. Judas liền tìm cách nộp người sao cho tiện. Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men là ngày sát tế chiên vượt qua, các môn đệ thưa với Đức Giêsu: thầy muốn chúng con đi dọn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu? Người sai hai môn đệ đi và dặn họ: các anh đi vào thành và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: thầy nhắn thầy sẽ ăn lễ vượt qua với các môn đệ ở phòng nào. Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu đã được chuẩn bị sẵn sàng. Và ở đó các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta. Hai môn đệ ra đi. Vào đền thành, các ông thấy mọi sự y như người đã nói, và các ông dọn tiệc vượt qua. Chiều đến, Đức Giêsu và nhóm 12 cũng tới. Đang khi dùng bữa, người nói: thầy bảo thật anh em,
có người trong anh em sẽ nộp thầy, và lại là người đang cùng ăn với thầy. Các môn đệ đâm ra buồn rầu và lần lượt hỏi người: chẳng lẽ con sao? Người đáp: chính là một trong nhóm 12 đây, mà là người chấm chung một đĩa với thầy. Đã hẳn con người ra đi theo như lời đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người, thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn. Cũng đang bữa ăn, Đức Giê-xu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: anh em hãy cầm lấy, đây là mình thầy. Và người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: đây là máu thầy, máu giao ước đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật anh em, chẳng bao giờ thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày thầy uống thứ rượu mới trong nước Thiên Chúa. Hát thánh vịnh xong, Đức Giê-xu và các môn đệ ra núi Ô-liu. Đức Giê-xu nói với các ông: tất cả anh em sẽ vấp ngã vì kinh thánh đã chép: ta sẽ đánh người chăn chiên và chiên sẽ tan tác. Nhưng sau khi trỗi dậy, thầy sẽ đến Galilê trước anh em. Ông Phê-rô liền thưa: dầu tất cả có vấp ngã đi nữa thì con nhất định là không. Đức Giê-xu nói với ông: thầy bảo thật anh, hôm nay, nội đêm nay, gà chưa kịp gáy hai lần thì chính anh đã chối thầy đến ba lần. Nhưng ông Phê-rô lại nói quả quyết hơn: dầu có phải chết với thầy, con cũng không chối thầy. Tất cả các môn đệ cùng đều nói như vậy. Sau đó, Đức Giê-xu và các môn đệ đến một thửa đất gọi là Gethsemani. Người nói với các ông: anh em ngồi lại đây trong khi thầy cầu nguyện. Rồi người đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo. Người bắt đầu cảm thấy hãi hùng xao xuyến. Người nói với các ông: tâm hồn thầy buồn đến chết được, anh em ở lại đây mà canh thức. Người đi xa hơn một chút, sấp mình xuống đất mà cầu xin cho mình khỏi phải qua giờ ấy, nếu có thể được. Người nói: Abba, cha ơi, cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con, nhưng xin đừng làm điều con muốn mà làm điều cha muốn. Rồi người trở lại, thấy các môn đệ đang ngủ, liền nói với ông Phê-rô: Simon, anh ngủ à? Anh không thức nổi một giờ sao? Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, kẻo xa trước cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối. Người lại đi cầu nguyện, kêu xin như lần trước. Rồi người trở lại, thấy các môn đệ vẫn ngủ vì mắt họ nặng trĩu. Các ông chẳng biết trả lời làm sao với người. Lần thứ ba, người trở lại và bảo các ông: lúc này mà còn ngủ còn nghỉ sao? Thôi đủ rồi, giờ đã đến. Này con người bị nộp vào tay phường tội lỗi, đứng dậy, ta đi nào. Kìa kẻ nộp thầy đã tới. Ngay lúc đó, khi người còn đang nói, thì Giu-đa, một người trong nhóm 12, xuất hiện. Cùng đi với hắn có một đám đông mang gươm giáo gầy gộc. Họ được các thượng tế, kinh sư và kỳ mục sai đến. Kẻ nộp Đức Giê-xu đã cho họ một ám hiệu. Hắn dặn rằng: tôi hôn ai thì chính là người đó. Các anh bắt lấy và điệu đi. Vừa tới, Giu-đa tiến lại gần người và nói: thưa thầy. Rồi hôn người, họ liền chia tay bắt người. Nhưng một trong những kẻ đang có mặt tại đó tước gươm ra, chém phải tên đầy tớ của thượng tế, làm nó đứt tai. Đức Giê-xu nói với họ:
Tôi là một tên cướp, sao mà các ông đem gươm giáo gậy gộc đến bắt? Ngày ngày tôi vẫn ở giữa các ông, vẫn giảng dạy ở đền thờ mà các ông không bắt. Nhưng thế này là để lời sách thánh được ứng nghiệm. Bấy giờ các môn đệ bỏ người mà chạy trốn hết. Trong khi đó có một cậu thanh niên đi theo người, mình khoác vỏn vẹn một tấm vải gai. Họ túm lấy anh, anh liền chút tấm vải lại, bỏ chạy trần truồng. Họ điệu Đức Giêsu đến vị thượng tế, các thượng tế, kỳ mục và kinh sư tề tiệu đông đủ. Ông Phêrô theo người xa xa vào tận bên trong dinh thượng tế và ngồi sưởi bên đống lửa với đám thuộc hạ. Bấy giờ các thượng tế và đoàn thể thượng hội đồng tìm lời chứng buộc tội Đức Giêsu để lên án tử hình. Nhưng họ tìm không ra, vì tuy có nhiều kẻ đưa chứng gian tố cáo người, nhưng các chứng ấy lại không ăn khớp với nhau. Có vài kẻ đứng lên cáo gian người rằng: chúng tôi có nghe ông ấy nói, tôi sẽ phá đền thờ này do tay người phàm xây dựng, và nổi ba ngày tôi sẽ xây lại đền thờ khác, không phải do tay người làm. Nhưng ngay về điểm này, chứng của họ cũng không ăn khớp với nhau. Bấy giờ, vị thượng tế đứng lên giữa hội đồng hỏi Đức Giêsu: ông không nói lại được một lời sao? Mấy người này tố cáo ông gì đó? Nhưng Đức Giêsu vẫn làm thinh, không đáp lại một tiếng. Vị thượng tế lại hỏi người: ông có phải là Đấng Kitô, con của Đấng đáng chúc tụng không? Đức Giêsu trả lời: phải, chính thế. Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng toàn năng và ngự giá mây trời mà đến. Vị thượng tế liền xé áo mình ra và nói: chúng ta cần gì nhân chứng nữa? Quý vị vừa nghe hắn nói phạm đến Thiên Chúa, quý vị nghĩ sao? Tất cả đều kết án người đáng chết. Thế là một số bắt đầu khạc nhổ vào người, bịt mặt người lại, vừa đánh đấm. Người vừa nói: hãy nói tiên tri đi. Và đám thuộc hạ tát người túi bụi. Ông Phêrô đang ở dưới sân, có một người tớ gái của thượng tế đi tới, thấy ông ngồi sưởi, cô ta nhìn ông chòng chọc mà nói: cả bác nữa, bác cũng đã ở với ông người Do Thái, người Nazareth, ông Giêsu đó chứ gì? Ông liền chối: tôi chẳng biết, chẳng hiểu cô muốn nói gì. Rồi ông bỏ đi ra phía tiền sảnh. Bấy giờ có tiếng gà gáy. Người tớ gái thấy ông, lại bắt đầu nói với những người đứng đó: bác này cũng thuộc bọn chúng đấy. Nhưng ông Phêrô lại chối. Một lát sau, những người đứng đó lại nói với ông: đúng là bác thuộc bọn chúng, vì bác cũng là người Galilee. Nhưng ông Phêrô liền thốt lên những lời độc địa và thề rằng: tôi thề là không biết người các ông nói đó. Ngay lúc đó, gà gáy lần thứ hai. Ông Phêrô sực nhớ điều Đức Giêsu đã nói với mình: gà chưa kịp gáy hai lần thì anh đã chối thầy đến ba lần. Thế là ông òa lên khóc. Vừa tảng sáng, các thượng tế đã họp bàn với các kỳ mục và kinh sư, tức là toàn thể thượng hội đồng. Sau đó, họ trói Đức Giêsu lại và giải đi nộp cho ông Phi-la-tô. Ông Phi-la-tô hỏi người: ông là vua dân Do Thái sao? Người trả lời: đúng như ngài nói đó. Các thượng tế tố cáo người nhiều tội, nên ông Phi-la-tô lại hỏi người: ông không trả lời gì sao? Nghe kìa, họ tố cáo ông biết bao nhiêu tội. Nhưng Đức Giêsu không trả lời gì nữa, khiến ông Phi-la-tô ngạc nhiên. Vào mỗi dịp lễ lớn, ông thường phóng thích cho dân một người tù, tùy ý họ xin. Khi ấy có một người tên là Baraba đang bị giam với những tên phiến loạn đã giết người trong một vụ nổi dậy. Đám đông kéo nhau lên yêu cầu tổng trấn ban ân xá như thường lệ. Đáp lời họ yêu cầu, ông Phi-la-tô nói: các ông có muốn tôi phóng thích vua
dân Do Thái không? Bởi ông thừa biết chỉ vì ghen tị mà các thượng tế nộp người. Nhưng các thượng tế sắp động đám đông đòi ông Phi-la-tô phóng thích tên Ba-ra-ba thì hơn. Ông Phi-la-tô lại hỏi: Vậy ta phải xử thế nào với người mà các ông gọi là vua dân Do Thái? Họ la lên: Đóng đi nó vào thập giá. Ông Phi-tô lại hỏi: Nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác? Họ càng la to: Đóng đinh nó vào thập giá. Vì muốn chiều lòng đám đông, ông Phi-la-tô phóng thích tên Ba-ra-ba, truyền đánh đòn Đức Giê-xu, rồi trao người cho họ đóng đinh vào thập giá. Lính điệu Đức Giê-xu vào bên trong công trường, tức là dinh tổng trấn, và tập trung cả cơ đội lại. Chúng khoác cho người một tấm áo điều và kết một vòng gọi làm vương miện đặt lên đầu người, rồi chúng bái chào người. Vạn tế đức vua dân Do Thái. Chúng lấy cây sậy đập lên đầu người, khạc nhổ vào người và quỳ gối bái lạy. Trễ díu chán, chúng lột áo điều ra và cho người mặc áo lại như trước. Sau đó, chúng dẫn người đi để đóng đinh vào thập giá. Lúc ấy, có một người từ miền quê lên, đi ngang qua đó, tên là Simon gốc Kyrene. Ông là thân phụ hai ông Alexander và Rufo. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Đức Giê-xu. Chúng đưa người lên một nơi gọi là Gôn-gô-tha, nghĩa là đồi sỏ. Chúng trao rượu pha mộc dược cho người, nhưng người không uống. Chúng đóng đinh người vào thập giá, rồi đem áo người ra bắt thăm mà chia nhau xem ai được cái gì. Lúc chúng đóng đinh người là giờ thứ ba, bản án xử tội người viết rằng: Vua người Do Thái. Bên cạnh người, chúng còn đóng đinh hai tên cướp, một đứa bên phải, một đứa bên trái. Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Người bị liệt vào hàng những tên phạm pháp. Kẻ qua, người lại đều nhục mạ người, vừa lắc đầu, vừa nói: Ê, mi là kẻ phá đền thờ, và nội trong ba ngày xây lại được. Có giỏi thì xuống khỏi thập giá và cứu mình đi. Các thượng tế và kinh sư cũng chế giễu người như vậy. Hắn cứu được thiên hạ mà chẳng cứu nổi mình. Ông Kitô vua Israel, cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, để chúng ta thấy và tin. Cả những tên cùng chịu đóng đinh với người cũng nhục mạ người. Vào giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Đức Giê-xu kêu lớn tiếng: Eloi, Eloi, lama sabachthani, nghĩa là: Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói: Kìa, hắn kêu cứu ông Elia. Rồi có kẻ chạy đi lấy một miếng bọt biển, thấm đầy giấm, cắm vào một cây sợi, đưa lên cho người uống mà nói: Để xem ông Elia có đến đem hắn xuống không. Đức Giê-xu lại kêu lên một tiếng lớn, rồi tắt thở. Bức màn chướng trong đền thờ bỗng xé ra làm hai từ trên trời xuống dưới. Viên đại đội trưởng đứng đối diện với Đức Giê-xu, thấy người tắt thở như vậy, liền nói: Quả thật, người này là con Thiên Chúa.
Nhưng cũng có mấy phụ nữ đứng xa xa mà nhìn, trong đó có bà Maria Magdalena, bà Maria mẹ các ông Giacobbe thứ và Joseph, cùng bà Salome. Các bà này đã đi theo và giúp đỡ Đức Giêsu khi người còn ở Galilee. Lại có nhiều bà khác đã cùng với người lên Jerusalem cũng có mặt tại đó. Chiều đến, vì hôm ấy là ngày áp lễ, tức là hôm trước ngày Sa-bát, nên ông Joseph tới. Ông là người thành Arimathê, thành viên có thể giá của hội đồng và cũng là người vẫn mong đợi triều đại của Thiên Chúa. Ông đã mạnh dạn đến gặp tổng trấn Phi-la-tô để xin thi hài Đức Giê-xu. Nghe nói người đã chết, ông Phi-la-tô lấy làm ngạc nhiên và cho đòi viên đại đội trưởng đến hỏi xem người đã chết lâu chưa. Sau khi nghe viên sĩ quan cho biết sự việc, tổng trấn đã cho ông Joseph lãnh lấy thi hài. Ông này mua một tấm vải gai, hạ xác Đức Giê-xu xuống, lấy tấm vải ấy niệm người lại, đem đặt vào ngôi mộ đã đục sẵn trong núi đá, rồi lăn tảng đá lấp cửa mộ. Còn bà Maria Magdalena và Maria mẹ ông Joseph thì để ý nhìn xem chỗ họ mai táng người. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Con xin chia sẻ với quý ông bà anh chị em một cảm nhận. Mà trước khi con nói cảm nhận của con muốn hỏi quý ông bà anh chị em, chúng ta vừa nghe câu chuyện về cuộc thương khó của Chúa Giêsu, chúng ta cảm nhận thế nào? Riêng bản thân con thấy rằng mỗi một lần đọc bài phúc âm này, trong lòng của mình trước tiên là thấy buồn. Thứ nhất, mình buồn vì mình cảm thấy mình hổ thẹn. Hổ thẹn vì tình thương của Chúa dành cho mình lớn quá mà mình chưa đáp được bao nhiêu. Thứ hai, hổ thẹn vì chính những lỗi lầm thiếu sót của cuộc đời, cuộc sống hàng ngày của mình. Và một cảm xúc thứ ba nữa mà con cảm thấy rằng mình có thể nói là xúc động, vì thấy được tình thương của Thiên Chúa dành cho con người, cụ thể qua con người Đức Giêsu và cái chết của Ngài, một cái chết thật xấu hổ. Nhưng Ngài chấp nhận. Con nghĩ ngày hôm nay nếu mà chúng ta coi lại bộ phim Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu của đạo diễn Mel Gibson, The Passion of Christ, con nghĩ rằng phần lớn chúng ta sẽ rớt nước mắt, bởi bộ phim người ta mô tả lại sự tra tấn dã man, những cái đau đớn mà Chúa Giêsu phải chịu, và nhất là sự khiêm tốn, hiền hòa khi Ngài chấp nhận những đau khổ đó sẽ làm chúng ta xúc động. Con nghĩ tất cả những cảm xúc đó, đó là một cảm xúc bình thường của một con người. Nếu chúng ta coi một bộ phim mà người ta đóng rất xúc động thì chúng ta cũng khóc. Nhưng ở đây con nghĩ không phải dừng lại ở cảm xúc, nhất là hôm nay chúng ta bước vào một tuần thánh, và cụ thể 3 ngày tới, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, Chúa Nhật tuần thánh, chúng ta mô họa lại biến cố Chúa Giêsu chịu đau khổ chết
và phục sinh. Trước tiên, Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể vào ngày thứ năm tuần thánh. Ngài nói các môn đệ rằng nếu mà anh em cứ làm việc này thì mọi người sẽ nhận ra anh em là môn đệ của Thầy. Đó là anh em thương yêu nhau. Cũng vì tình thương mà Thầy sẽ chết. Và tình thương đó thể hiện vào ngày thứ sáu, Ngài không nói miệng, Ngài làm thiệt. Ngày thứ sáu, Ngài chấp nhận chết trên thập giá. Người ta nguyền rủa xì vả Ngài, Ngài vẫn không một lời than trách. Ngài còn cầu cho họ rằng: lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Không phải vì Ngài có sức thần thiêng như là những nhà ảo thuật không thấy đau. Ngài đau. Chính vì vậy lời kêu than với Chúa Cha: lạy Cha, nếu được, xin Cha cất đi dùng con. Con đau lắm rồi, con chịu không nổi. Nhưng con chỉ xin là ý của Cha được thực hiện mà không phải ý của con. Đó, tình yêu đó được thể hiện và Chúa mời gọi con người chúng ta khi sống lại, Ngài sống lại. Ngài muốn các môn đệ của Ngài cũng sống cái niềm tin, cái tình yêu đó bằng một niềm vui. Đừng buồn nữa, Chúa sống lại rồi. Nên con nói trong tuần thánh này có thể là một tuần đầy những cảm xúc rối bời. Buồn có, xấu hổ có, vui có, và đầy hy vọng cũng có. Điều quan trọng ngày hôm nay khi chúng ta bước vào tuần thánh, chúng ta đừng chú ý vào những nghi lễ nhiều. Bởi chúng ta có mô phỏng cỡ nào đi chăng nữa cũng không giống như cái biến cố mà Chúa Giêsu đã chấp nhận xảy ra cách đây 2000 năm. Chúng ta hãy biến những biến cố đó, nội tâm nó, trong tâm hồn mình. Chúng ta có thể dùng từ khác, đó là nội tâm hóa, biến cố vượt qua, chết, phục sinh của Đức Giêsu. Và sống cái biến cố đó trong cuộc đời của mình. Con nghĩ đó là lời mời gọi của giáo hội và cụ thể là trực tiếp từ Đức Giêsu là Thầy của chúng ta, muốn chúng ta sống những cái đau khổ của cuộc đời, những cái hối tiếc của tội lỗi và quay trở lại sống tốt hơn mỗi ngày nhờ ơn Chúa, trong niềm hy vọng và tràn niềm vui vì chúng ta được Thiên Chúa cứu độ. Đó là lời mời gọi chúng ta suy gẫm và nội tâm hóa trong tuần thánh này. Amen. Giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin Kinh một Thiên Chúa, là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin Kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta,
thời quan phong Siêu Phi La Tô, người chiêu cô hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cùng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiên, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, hôm nay phụng vụ giúp chúng ta sống lại cảnh Đức Giêsu cải hoàn vào thành Jerusalem, đồng thời mời gọi chúng ta tiến bước theo người trên con đường thập giá. Trong tâm tình thờ lạy, ngợi khen và tín thác, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin. Thiên Chúa đã biểu dương sức mạnh trong sự vâng phục và tự hạ của Đức Giêsu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn biết làm sáng danh Chúa bằng thái độ mau mắn chu toàn thánh ý người và khiêm tốn phục vụ tha nhân. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Người Do Thái tung hô Đức Giêsu là đấng nhân danh Thiên Chúa mà đến. Chúng ta cầu xin Chúa cho nhiều người, nhiều quốc gia trên thế giới được nhận biết ơn Chúa và quy phục vương quyền của Thiên Chúa, luôn hướng lên người như lẽ sống và cùng đích của cuộc đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Cuộc vượt qua của Chúa Kitô đem lại ơn giải thoát toàn diện cho con người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang đau khổ vì bệnh tật, thiên tai hay bất công xã hội ở khắp nơi, tìm được niềm an ủi nơi cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa, luôn sống trong hy vọng và bình an đích thực. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thập giá là con đường duy nhất và chắc chắn đưa tới vinh quang. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết nỗ lực sống các giá trị tin mừng và can đảm đón nhận thập giá trong đời sống hằng ngày, với ý thức rằng qua thập giá đến vinh quang, để xứng đáng được dự phần vinh quang của Chúa Kitô. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta thính lặng và dâng lên Chúa những lời nguyện riêng trong tâm hồn chúng ta. Lạy Chúa Giêsu rất nhân từ, cuộc vượt qua của Chúa đã đổ tràn hồng ân cứu độ cho nhân loại. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện và giúp chúng con luôn vững bước theo Chúa trên con đường thập giá, để nên một với Chúa trong vinh quang đời đời. Chúa là đấng hằng sông và hiền trị muôn đời. Amen. Dâng lên Ngài.
dường thế, con muốn dâng lên Ngài tấm lòng còn những chua cay, dâng tấm bánh trắng này và dâng lên ly rượu này với chút tình thờ này, đời con kính dâng về Ngài, kính tiễn dâng lên Chúa. Siêu thương yêu trên treo đỉnh đồi chiều xưa máu hồng loan tiên, kính tiên dâng lên Chúa cuộc đời thơm ngát hoa sinh, hy sinh hiến thân quên mình, Ngài ơi tâm tình con dâng. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của chúng ta được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Thiên Chúa toàn năng, cúi xin Chúa nhớ lại cuộc khổ hình của Đức Kitô và cho chúng con được làm hòa cùng Chúa. Thật chúng con chẳng làm gì nên công trạng, nhưng chúng con tin sẽ được Chúa mở lượng khoan hồng tha thứ. Nhờ hiến lễ độc nhất vô song của Người, Người hằng sống và hiên trị muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng Cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, thật là chính đáng. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Người là đấng vô tội đã cam chịu khổ hình thay cho những người tội lỗi và bằng lòng chịu kết án bất công thay cho kẻ gian tà. Người đã chết để tẩy trừ tội lỗi và đã sống lại để thánh hóa chúng con. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Cha và vui mừng phân khởi tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.
là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến các tôi tớ Chúa là những linh hồn chúng con nhớ đến trong thánh lễ này, là những người mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho họ là những kẻ đã chết như con Chúa, thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bạn trăm năm Đức Maria, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Chúa Giêsu trước khi chết, Ngài kêu lên Chúa Cha rằng: Abba, lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này. Giờ đây chúng ta cùng dâng lên Chúa, Thiên Chúa của chúng ta, lời kinh mà Chúa Giêsu dạy, gọi Thiên Chúa chúng ta là Cha và chúng ta là con của Ngài. Xin Chúa giúp chúng ta sống đời sống tha thứ cho nhau như kinh Ngài dạy. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa, đức tin của mỗi người chúng con hiện diện nơi đây, đức tin của gia đình, của cộng đoàn, mà đoái thương ban cho hội thánh, cho gia đình, cho cộng đoàn chúng con được bình an
và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Chúng ta chúc bình an của Chúa cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng dám Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành lặn. Xin mình máu Thánh Chúa Kitô gìn giữ chúng con được sống muôn đời. Lạy Chúa Giêsu, con tin rằng Chúa hiện diện trong bí tích thánh thể. Con yêu Chúa trên hết mọi sự và con ao ước được rước Chúa vào lòng con. Bởi vì giờ đây con không thể rước Chúa qua bí tích thánh thể. Xin hãy đến ngự trong tim con cách thiêng liêng. Xin cho con ôm lấy Chúa vào lòng con, như Chúa đã ở trong con và hoàn toàn kết hợp với con. Xin đừng bao giờ để con tách rời khỏi Chúa. Amen. Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, tại bàn tiệc thánh thể, Chúa cho chúng con được thỏa chí toại lòng. Nhờ con một Chúa chịu khổ hình thập giá, Chúa làm cho chúng con tin tưởng vững vàng sẽ được ơn cứu độ. Thì nhờ mầu nhiệm người đã phục sinh, xin cho chúng con đạt tới quê trời như lòng hằng mong ước. Người hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Trước khi kết thúc thánh lễ, con xin đại diện cho ban lễ Việt Catholic xin gửi lời chúc trong tuần thánh này đến quý ông bà anh chị em, một tuần thánh đầy ơn Chúa. Như con nói, tuần thánh mà được chúng ta nội tâm hóa, biến ơn của Chúa, đau khổ, cái chết và phục sinh của Chúa thành con đường sống mỗi ngày của chúng ta, là người tin, là người theo Chúa. Xin Chúa chúc lành cho quý ông bà anh chị em một tuần thánh đầy ơn Chúa. Chúa ở cùng ông bà và anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả ông bà anh chị em và ở lại với ông bà anh chị em luôn mãi. Amen. Thánh lễ đã xong, nào ta chúc tụng Chúa. Tạ ơn Chúa. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình thánh lễ này đến với những người đau yếu, những người ở xa các cộng đoàn Việt Nam và những ai không thể đến tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật và lễ trọng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.